trước mình thì anh mình đã học ở đây rồi, và anh mình nhận xét rằng ở đây là chương trình rất là tốt, và khi mà anh mình qua đó học thì cũng đã nhận được rất nhiều thành tích xuất sắc, cho nên là anh mình đánh giá AI là một nơi đáng để học và đã thuyết phục bố mẹ mình cho mình vào đây. Mình chọn AI bởi vì là đó là một cái chương trình mà đào tạo liên kết với các đại học nước ngoài và điển hình như là Mỹ, Úc hoặc Anh là New Zealand. Thì chọn AI là thứ nhất là bởi vì kinh tế, bởi chúng ta sẽ học liên thông 2 năm hoặc 2 năm, 3 năm hoặc 1 năm, cho nên là sẽ rất là tiết kiệm được nhiều chi phí và học phù hợp với kinh tế của nhiều phụ huynh và gia đình ở Việt Nam chúng ta. Điều mình tự hào nhất được học với AI là học thầy cô rất là tốt, mình học với những thầy cô mà là top của cả những cái ngành mình học, như là mình đang học thầy công an tin, mình được học với thầy Vũ Minh Thành, và đó là một cái niềm vinh dự của mình khi được học AI. AI là viện đào tạo cho các bạn du học rất tốt và chuyên nghiệp. Nó đã giúp cho mình có nhiều kiến thức khi đi du học. Hơn nữa, ở AI thì có rất nhiều hội nhóm sinh viên. Ngoài ra là AI đã cung cấp chúng ta một cái môi trường để học tập nước ngoài rất là tốt, để chúng ta có thể chuẩn bị được những cái hành trang và kiến thức để trước khi chuyển tiếp qua đại học liên thông. Thì như thế chúng ta sẽ đỡ bỡ ngỡ và đỡ hồi hộp hơn. Mình còn có 2 năm ở lại Việt Nam để chuẩn bị tinh thần cho việc đi du học của mình trong tương lai. Mình có nhiều kiến thức khi đi du học. Hơn nữa, ở AI thì có rất nhiều hội nhóm sinh viên. Điều mình thích nhất ở AI đó là AI đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều qua trong quá trình học ở đây. Thì điều đó không những qua những hoạt động phong trào mà còn qua việc học tập nữa. Bởi vì thứ nhất là trong học tập thì mình đã chủ động hơn trong việc học tập, không chỉ là học thuộc lòng hay là tiếp thu kiến thức từ giảng viên, mà mình còn chủ động đọc bài, chủ động tìm hiểu thông tin. Và bên cạnh đó thì mình còn tham gia những hoạt động do sinh viên tổ chức hay nhà trường tổ chức, và chính những hoạt động này giúp mình tự tin hơn và bản thân và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết. Lợi thế của AI nó riêng đó là sự năng động và cái cách học hành trong một môi trường quốc tế. Và AI cũng là nơi mà mình trưởng thành trong cái quá trình mà đào tạo của viện, và gặp rất là nhiều bạn bè ở đây. Mình rất thích học ở AI và đây là một nơi mà bước đệm để bạn có thể bước đi trên con đường thành công của mình.